Ai thích thành ngữ cáo mượn oai hùng. Cáo thì chỉ bắt nạt được gà, còn hùng tức hổ là chú tể của muôn loài. Hùng giỏi giang ở đâu thì chưa biết, nhưng riêng cái khoản tục ăn thì không ai bằng, và gian ác thì cũng đáng được xếp hạng miệng hùng nọc rắn. Vô phúc con vật nào, kể cả con người đi nữa, nếu để nó vồ được thì chỉ có mà về chầu tiên tổ. Vậy nên, trong tiếng Việt đã sinh ra câu cáo mượn oai hùng, để chỉ hạng người luôn mượn thế kẻ mạnh, nấp dưới ô quyền lực đi hù dọa, loay bịp người khác, hoặc lấy đó làm lá chắn để thỏa sức lộng hành. Thành ngữ này vốn bắt nguồn từ một câu chuyện kể về sự gian xảo ma lanh của cáo. Khi đã khéo uốn ba tấc lưỡi để lừa thầy hùng, con hùng thì đúng là to đầu mà dại. Chuyện là có một con hùng đói mồi đang lang thang trong rừng kiếm ăn thì gặp ngay con cáo. Hùng sướng rơn và chắc mẩm phen này được bữa chén no say, nhưng con cáo gian manh đã nói ngay với hùng rằng: "Này cái ông hùng ông hổ kia ơi, ông đừng có mà ăn thịt tôi. Thượng đế đã giao cho tôi làm chúa tể muôn loài, ông mà ăn tôi là làm trái ý của thượng đế. Không tin ông cứ đi đằng trước, tôi đi đằng sau, thử hỏi có con vật nào trông thấy tôi mà không sợ." Và hùng đã làm theo. Quả nhiên, chúng đi đến đâu, mọi thú vật đều chạy toán loạn. Sự thật đó đã làm cho hùng tin lời cáo, và đương nhiên cáo đã thoát chết. Hùng có biết đâu rằng những con vật kia sợ mình là sợ từ cái bóng của mình, chứ đâu có sợ cáo. Trong dân gian, bên cạnh thành ngữ cáo mượn oai hùng, còn có cách nói cáo đội hổ uy với nghĩa tương tự nhưng ít dùng. Tức thay, đến nay trong tiếng Việt từ hùng, từ hổ chưa có được cái nét nghĩa, khờ dại và cả tin đến mức ngu xuẩn. Còn nét tinh khôn, danh mãnh, quỷ quái như "thằng cha ấy cáo lắm", mọi thực dân cáo già đã trở thành một trong những nghĩa phổ biến của từ cáo.